Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên của cầu thủ Bisley Birney này của tôi. Bây giờ các bạn vào làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Để bắt đầu vào làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hộp có được các cái hạt khác nhau như thế này. Hộp đầu tiên thì mình sẽ được các cái hạt nó có các cái màu sắc và hình dáng khác nhau nhé. Về màu sắc thì mình sẽ có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh than, màu đen, màu xanh lá, tiếp theo là màu trắng này, màu bạc, màu nâu, các cái màu loang, màu vàng và cuối cùng là màu xanh nước biển này nhé. Về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ này, hình tròn của hình trái tim ở giữa, tiếp đến hình ngôi sao, hình vuông nhỏ, hình tròn nhỏ, hình mặt cười này, tiếp theo là hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình bầu dục, các cái hình tròn, hình lục giác và cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nhé. Rồi tiếp đến hộp thứ hai thì mình sẽ được các cái hạt nó có các cái chữ cái như thế này nhé. Ở đây mình có các cái chữ như là chữ S này, chữ Q, chữ R, chữ E. Hạt thứ hai thì mình có chữ R, chữ Y ngắn, chữ B, chữ A này. Hàng thứ ba thì mình có ba cái ô màu đen này, được các cái hạt hình vuông nhỏ có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số, ô này mình đựng chữ N, chữ V này. Tiếp đến hàng cuối cùng, ô này mình đựng chữ X, chữ Y, chữ Z. Còn các cái hàng và các ô còn lại mình sẽ đựng rất nhiều các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sâu, một cuộn dây chun màu trắng. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nhé. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cây kim này. Tiếp
Theo là quận di chu màu trắng. Bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây chun này vào cái kia kia mình á. Mình sẽ buộc nó chặt vào để nó không bị tuột ra nhé. Sau khi buộc xong, mình sẽ có cái sợi dây thừa ra như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt cho sợi dây này nó ngắn bớt đi nhé. Mình sẽ dùng cây kéo này để mình cắt ra nhé. Sau khi cắt xong, sợi dây của mình nó sẽ ngắn như này thôi nhé. Bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này. Nó sẽ dài khoảng 30 cm nhé. Sau khi đo xong, bây giờ mình sẽ cắt cái sợi dây chun này ra nhé. Mình sẽ dùng cây kéo này để mình cắt đi nhé.